Năm mới, Tết đến xuân về, app dầu, app mở trên nở, app đăng ký kênh Quân Torico để nhận được những thông báo video mới nhất từ kênh của mình. Vì vậy nên các bạn hãy tự giác đăng ký kênh Quân Torico để trở thành một người thanh lịch, văn minh, đẹp trai, xinh gái và có thật nhiều may mắn tốt lành trong năm mới này các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi bạn trong series Run City và chiếu một ngày thử tốt lành và niềm vui cho cuộc sống. Xin hành cảm ơn. Rồi, và nói chung là chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của sự kiện event là chúng ta thu thập những cái mảnh giấy. Và mình thì không có tham gia luôn các bạn. Dạo gần đây thì mình đã ít vô Run City, nhưng mà nói chung là mình vẫn nhớ là mình sẽ làm video đặc biệt cho các bạn xem. Nhưng trước mắt thì chúng ta cứ phải làm video qua ngày đã các bạn. Rồi, ok, trong buổi video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi lượn lượn tí xíu các bạn. Rồi, dù thế nào thì chúng ta cũng nên là chúng ta sẽ bay hôm nay để lấy là 5 game ở đây nha các bạn. Chúng ta bay thử nè, lâu rồi là chưa có bay các bạn. Rồi, đấy. Rồi, hãy bay lên cao đây. Đông này bằng con tim bong chảy đi, luôn cao khát mãi dâng cao. Để không ai dám nói chi, leo lên núi cao muôn trùng. Chân cho đôi chân run, khi ngoài kia đầy sương gió, trái tim không âu lo. Đấy các bạn có biết bài gì không nào? Nghe rất quen phải không? Ngày ấy, ôi trời ơi, ngày ấy đâm đầu vào đá các bạn. Rồi ok, không sao. Đấy. Ngày ấy ngông nghênh và còn nhiều ngàn bươm, đêm mà cũng chẳng ngơ yên, chân lại muốn bước. Thì do lớp cuốn chẳng nghĩ nhiều, đây là khi là lớn mới nhận thay đối với ta. Đợi chờ là mệt nhoài, đừng cố khôn ngoan hơn người, đừng khóc cho nước mà rơi, đừng héo khô theo cõi đời. Yêu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta. Đừng cố khôn ngoan hơn người, đừng khóc cho nước mà rơi, đừng héo khô theo cõi đời. Yêu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta. Ok các bạn, nói chung bài này là bài ở trong Naruto các bạn. Đấy, các bạn nào mà ta nghe thì thấy quen quen. Vẫn bắt đầu là chúng ta là không phải là hãy bay lên đâu các bạn. Ok, chúng ta chế vậy thôi, chế để có nhạc chúng ta hát vậy thôi. Ok, bây giờ đâm đầu đá các bạn. Không biết là có quảng cáo không, mình nghĩ sẽ là có đấy. Cái gì đó không có các bạn, trời ơi. Không ngờ được như vậy, chắc là chúng ta lâu quá không chơi hay là sao mà người ta không cho chúng ta nói luôn các bạn. Nói chung bây giờ chúng ta mới là cầm đội hình chúng ta đi quẩy trong đây các bạn. Quẩy chúng ta bút tháp lên cho nó máu. Trời ơi. Lên nào. Đó các bạn. Lên rồi đó. Lên là không có xuống được rồi đó. Ok. Giờ thì nói chung là để cho gọi là đúng nghĩa của việc bút tháp thì chúng ta đánh không cần nhìn đối thủ các bạn. Đó, chúng ta cứ đánh thôi. Trời ơi, kinh animal các bạn. Đánh hụt rồi. Đấy, hụt rồi các bạn. Và ui trời ơi, chú rồng này. Nhưng mà chúng ta không thấm các bạn. Có lẽ nào, có lẽ nào chúng ta 1-3 các bạn. Trời ơi, có lẽ nào. Có lẽ nào em vừa quên đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Đúng rồi các bạn, có lẽ là như vậy rồi đấy. 1-3 là có thật các bạn. Không cần đến những chú rồng cách 10 mà chúng ta gọi là ui sao mà đội hình bên kia yếu quá các bạn. Trời ơi, chúng ta bút tháp chúng ta phải tìm đội hình nào đó mạnh mạnh đánh mới đã. Lúc mà gọi là đội hình của mình yếu á thì gặp những đối thủ mà nó mạnh vô cùng các bạn. Tới lúc mà đội hình của mình mạnh rồi thì trời ơi, gặp đối thủ chúng ta gọi là phải cân ba nữa rồi các bạn. Lại phải cân ba nữa rồi. Đấy, là mình để cho tự đánh xem thế nào nha các bạn. Tự đánh cũng cân ba như bình thường. Wow, chú rồng vũ trụ ca hả? Hai phát các bạn. Nói chung là hai phát. Đấy. Quá ghê gớm. Bút tháp rồi à, bút thêm từ môi trường nữa. Thứ gì mà chịu cho nổi không các bạn. Rồi ok, ta sẽ qua bên những cái chỗ khác như thế này. Cũng vậy luôn, không có đối thủ nào mạnh mạnh cho chúng ta đánh cho đã tay ta. Có lẽ mình sẽ phải là leo. À không, mình sẽ chờ cho gọi là có sự kiện arena rồi chúng ta mới gọi là tập trung vào leo nhiều các bạn. Chứ bình thường đánh cái này chúng ta gọi là đánh tàn tàn quá các bạn.
chứ không nhiều bạn cũng gọi là thắc mắc là với đội hình của anh sao giờ anh còn ở rank Master 1 như vậy, em đợi anh ở Master 2 rồi nè. Trời ơi, mình có đánh đâu mà lên các bạn, có đánh thì mới lên, gọi là đội hình mình cho dù có yếu hay là gì đó nhưng mà nếu chúng ta vẫn đánh được mà chúng ta đánh nhiều thì chúng ta cũng sẽ lên, còn đội hình chúng ta có mạnh cỡ nào đi nữa chúng ta không đánh thì vẫn là đó các bạn. Rồi xong lụm lúa luôn các bạn, trời có hệ bua là bên kia phải khiếp sợ chúng ta các bạn. Wow, 108k máu thì không biết là chú rồng là thủ lĩnh clan 6 chúng ta có giải quyết được không. Mình thì tin tưởng vào skill là Warforged hơn các bạn. Ấy 90k. Dường như là chúng ta chưa thể đột phá lên được một cái lượng 103k. Mình đã bảo với các bạn rồi là mình tin tưởng skill Warforged rất nhiều các bạn. Giờ xem skill này xem. 91 nè. Đó các bạn. Rồi tiếp tục nè. Đấy 90 skill này yếu hơn skill Warforged các bạn. Bởi vì skill Warforged là thuộc về skill đam này. Nhưng mà nhiêu đây cũng đủ để hạ gục chú rồng bên kia rồi. 201k. Quay và cũng gần 100k thôi. Nhưng mà vẫn còn thua skill Warforged các bạn. Ok, đã đành phải chịu thôi. Rồi đó. Sinh phù 55. Chưa là gì các bạn. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi các bạn. Trời ơi, nhưng mà đội hình này cũng chỉ là cách cách chính thôi. Nhưng có skill đặc biệt cũng được, cũng được. Ôi da. Chúng ta đánh chắc là bên sợ bên kia chết quá các bạn. Được rồi, thủ lĩnh clan 6 bóng tối ăn mòn nè, 107k các bạn. Bên kia chỉ biết là ngậm ngùi mà cay đắng thôi nè. Kitsune một pha 154k các bạn. Chúng ta cần phải bào máu của anh ta bằng chú rồng mùa thu trước khi chúng ta giáng đòn lên người của anh ấy. Đấy, bào máu các bạn. Bào rất là nhiều. Bào xong rồi đến thủ lĩnh clan 4. Một phát 7 màu. Wow, để chú rồng này Assassin các bạn. Ui sợi, bình thường chú rồng này là toàn đánh vào người của gọi là chú rồng nhanh thần của chúng ta trả thù thôi. Khoan đã, khoan đã. Mình sẽ sử dụng chú rồng này, tại vì bên kia là hồi skill hệ nước, cho nên là sẽ không có hệ nước đánh chúng ta đâu các bạn. Đó, trời ơi, nắm bắt tâm lý quá trời luôn. Giờ thì mình đánh chú rồng này bảy màu các bạn. Đấy, phải những cái trận như vậy chúng ta đánh mới gọi. Ôi, lại nữa rồi, lại nữa rồi. Qua wow, lần này khá là khó đấy các bạn. Kitsune level 70. Rồng là thủ lĩnh clan 4 level 70 luôn. Như lúc nãy, chúng ta sẽ sử dụng rồng bóng tối, rồng mùa thu chứ, để bao máu của rồng Kitsune bên kia. Bao xong rồi chúng ta sẽ cho cái rồng kia vào đánh các bạn. Nhưng để mình bào cho các bạn xem. Bằng siêu bóng tối nha. 83 còn 85k các bạn. 85k hả? Qua phích liền các bạn. Trời ơi. Nghĩ gì 85k mà không hơn hả? Vô đâu. 195k, đúng như dự tính các bạn. Bây giờ là solo cho hai chú rồng này. Solo nè, trời ơi solo kiểu gì khi mình bút tháp. Solo nè, đó. Chúng ta gọi là hơn chắc chắn đấy các bạn. Rồi, đến lượt chú rồng bóng tối. Ok, bóng tối chúng ta chưa có thể là làm gì được chúng ta đâu. Hai phát này các bạn. 167k. Thêm một phát nữa, 175k luôn các bạn. Sát thương đến từ rồng mùa thu khá là đáng gồm. Rồi ok, chúng ta đã đánh xong những cái trận đánh ở đây rồi. Sau xem quảng cáo gì hot không? Không không các bạn. Cáo dẫn như vậy. Y da. Coi tới 45, không phải là quảng cáo 100 như hồi trước. Doing crazy dreaming.
ra liên tục đây các bạn. Trời, chú rồng đất chúng ta cũng không có tính vào, tại vì như là chúng ta nếu mà có chú rồng khác thì không nói, chứ đây là chúng ta chỉ có là rồng đất và lại rồng gió thôi. Kiểu mà không có rồng gió thì chúng ta gọi là tính như thế khác, chứ còn này thì chúng ta gọi là không tính chú rồng đất. Lại ra liên tục rồi, quá ghê gớm. Ui, biết ngay mà ra chú rồng gió các bạn. Còn sự kiện xem quảng cáo này, chúng ta còn một chỗ mà chắc ra gió tiếp ấy. Đây đánh để lấy cái kia các bạn, mình luyện cho chú rồng đất luôn, ghê thiệt sự. Rồi đó, tự đánh các bạn, chúng ta không cần phải nhúng tay vào. Sắp lên A cộng rồi, chú rồng đất chúng ta sắp lên A cộng rồi. Ok các bạn, về sự kiện tại mình đã không có tham gia, nhưng mà nói chung mình cũng vô cho các bạn xem thế này. Tại vì nhiều bạn ta đi thì chúng ta cũng lấy được kha khá là rừng game các bạn. Trời ơi các bạn, may mắn lắm luôn á, mở mấy cái rừng này nè được 150 game. Mà đó là các bạn ta chắc không có tối đâu. Ok, 6k hả? 6k chúng ta phải ráng tích rồi. Wow, khá là đường, khá là dài các bạn. Trời ơi, dài như lầy đây. Chúng ta tích có 6k, chứ chúng ta ít vô các bạn. Rồi, ok. Chúng là có lẽ video của mình sẽ dừng lại tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn, nói chung là cũng đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.